ơn các bạn đã quay trở lại với channel của Neymar Sport. Mình là Long Nani, series review về những mẫu giày mới. Và trong video này hãy cùng với mình đi khám phá về một mẫu giày mới vừa được ra mắt của Nike. Đó chính là Mercurial Vapor 14 Blue Green. Đây chính là mẫu giày mới nhất vừa được Nike ra mắt. Nếu mà các bạn xem ngoại hạng Anh tuần vừa rồi thì sẽ để ý thấy những ngôi sao như là CR7, Bruno hay là Rashford đã mang gam màu này lên chân. Thực ra đây là một bộ sưu tập mà sắp tới đầu tháng 2 thì Nike mới ra mắt. Tuy nhiên thì những ngôi sao đó đã được debut, giới thiệu nó đến người hâm mộ. Đây là một mẫu giày trong bộ sưu tập sắp tới được ra mắt với những gam màu rất là đẹp mắt. Mercurial thì màu xanh dương, còn Phantom City sẽ là một màu vàng cam và Tempo sẽ là một màu đỏ rượu vang, rất là phù hợp với giai đoạn mùa xuân, những sắc màu cực kỳ nổi bật. Và trong video này hãy cùng với mình phân tích về đôi giày có thể nói là rất là đáng mong chờ dành cho mặt sân cỏ nhân tạo này, xem nó có gì khác biệt, xem có gì đặc biệt hay không nhé. Hình như màu xanh dương đang là một cái gì đó rất là hot trend. Các hãng giày như là Mizuno hay là Adidas cũng tung ra một cái màu xanh, và bây giờ là Nike. Thì màu xanh này có thể nói là màu xanh ngọc, nhìn nó khá là hút mắt, không quá đậm, và kết hợp với những họa tiết màu vàng và màu cam tạo nên những cái điểm nhấn cực kỳ là đặc biệt. Nhìn sơ qua thì mẫu giày này vẫn giữ form và thiết kế giống như là những cái phiên bản tiền nhiệm của nó. Vẫn là upper liền, cổ thun, co giãn, và vẫn là chất liệu sợi dệt hai chiều và những công nghệ in 3D Hyper Screen trên bề mặt upper để tạo nên những cái đường vân cực kỳ đặc biệt và tăng cảm giác bóng. Những cái thiết kế đường vân này không phải nó được phân bổ một cách ngẫu nhiên, mà thực ra là Nike đã có nghiên cứu theo nguyên lý khí động học làm sao để tạo nên được cái sự phân bổ hợp lý nhất cho người chơi, tăng cảm giác bóng cũng như là tăng khả năng di chuyển, rất là phù hợp cho một mẫu giày tốc độ. Về khuôn đế, Nike vẫn giữ nguyên thiết kế đinh cũng như là cái form, những cái chi tiết giống hệt như những phiên bản trước. Phần gót cũng khá là cứng cáp, chắc chắn. Có một chi tiết đặc biệt ở cái phiên bản mới 2022 này, đó là một cái thiết kế sỏ dây đã được làm thêm. Thì nó sẽ giúp cho người mang khi mà mình sỏ giày vào trong chân nó dễ dàng hơn, không cần phải cái cây độn gót. Cái thiết kế kéo phía sau gót này thường các bạn sẽ thấy ở những cái mẫu giày dành cho trẻ em, size kid. Nhưng mà bây giờ Nike đã làm cho phiên bản 2022 này. Đi sâu vào bên trong thì miếng lót của mẫu giày này cũng được thiết kế rời. Trên lót thì có in logo Mercurial Underfoot Comfort. Đây là một miếng lót khá là cơ bản, có độ dày vừa phải, có thể tháo ra dễ dàng vệ sinh. Sau bên trong đôi giày đó là tem của đôi giày. Mẫu giày này thì cũng được sản xuất trong giai đoạn từ 18 tháng 8 2021 đến 11 tháng 11 năm 2021, cũng là mới gần đây, rất là mới. Mẫu giày này made in China. Đó là những cái khái nhìn cơ bản tổng quan về cái mẫu giày này. À còn thêm nữa, ở trên phần upper của đôi giày được in những cái họa tiết khá là đặc biệt, rất là đặc trưng. Phần lưỡi gà thì có in logo tên dòng Mercurial và những cái họa tiết Nike Football. Phía sau gót là logo Mercurial. Và các bạn có thể thấy logo của Nike được thiết kế khá là hay ở bản này. Họ làm thiết kế cái móc squat này, hai cái nó lồng vào nhau, nhìn nó theo kiểu thiết kế 3D, khác biệt so với lại phiên bản trước đó là bộ sưu tập Reject. Đó là những cái nhìn cơ bản về ngoại hình của đôi giày này. Và bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn vào công nghệ của nó. Và tất nhiên chúng ta sẽ so sánh thử xem so với phiên bản trước đó là có gì khác biệt hay không nhé. Đây chính là phiên bản tiền nhiệm cuối năm 2021 trong bộ sưu tập Reject. Mẫu giày này thì vẫn đang bán tại Neymar Sport và là một trong những mẫu giày best sell. Chúng ta hãy cùng xem là bản 2022 này có gì khác biệt hay không nhé. Đầu tiên là mình sẽ đi về những cái điểm giống nhau nha. Về chất liệu thì hai mẫu giày này vẫn sử dụng chất liệu sợi dệt hai chiều với công nghệ in 3D Hyper Screen, như mình đã nói ở phần trước, là những công nghệ in những cái lớp vân nổi lên trên bề mặt giày để tăng cảm giác bóng, cũng như là những cái họa tiết nó sẽ không có bị phai mờ đi khi mà mình thi đấu, mình ma sát. Về upper thì hai mẫu giày này vẫn có upper cổ thun liền giày, đặc trưng của một dòng giày tốc độ. Form thì mình thấy nó cũng khá là giống nhau, không có gì khác biệt. Thiết kế đinh vẫn là dạng đinh hình chữ nhật trải dài và có một số
vị trí nó sẽ được làm mảnh đi để cho giúp cho người chơi di chuyển linh hoạt hơn. Phần sau gót thì cả hai mẫu giày này cũng có cái khuôn gót khá là cứng cáp. Tuy nhiên thì bản 2022 như mình đã nói, nó sẽ có một cái thiết kế kéo gót lên, sẽ giúp cho người mang dễ chịu hơn, dễ mang hơn. Và nó cũng thay đổi đi một chút, nó không còn cái đường viền như là bản 2021, mà nó thay vào đó là một cái dòng chữ ở trên gót: Engineering for Speed, một cái thông điệp quen thuộc của Mercurial. Hai mẫu giày này đều là những phân khúc Pro, là phân khúc tương đối cao cấp của mặt sân cỏ nhân tạo. Tất nhiên nó được trang bị thêm bộ đệm Air Zoom. Bản 2022 cũng có bộ đệm Air Zoom. Đây là cái điểm cộng cho những cái bản Pro so với những bản Academy. Vậy còn sự khác biệt là gì? Mình thấy cái điểm khác biệt đầu tiên đó chính là cách phân bổ của những cái lớp vân nổi ở trên bề mặt bản 2022. Nó phân bổ khác biệt, nó tạo nên được những cái vòng cung. Còn trên bản 2021 thì nó là dạng lưới, nó giống như những cái lưới ô vuông đang xen vào nhau. Đó là những khác biệt đầu tiên. Thêm một chút nữa, ở phần hai bên má trong và má ngoài, bản 2022 này đã tích hợp một công nghệ, đó là công nghệ GT, Generated Texture, công nghệ của dòng sản phẩm Phantom. Đó là những lớp vân được thiết kế để tăng cảm giác bóng, tăng độ xoáy. Đặc trưng của dòng Phantom GT bây giờ đã được tích hợp vào bản 2022. 2021 thì nó cái phần upper má trong và má ngoài nó không có gì khác biệt cả. Đó chính là điểm khác biệt mình thấy rõ ràng nhất. Trên tay mình đây thì là size 40.5. Nhưng mình so sánh thì hai mẫu giày này có độ dài bằng nhau, form giống nhau. Nên nếu mà bạn nào mang bản 2021 này thì qua 2022 vẫn sẽ mang true size, không có sự tăng giảm đâu. Phần lót của cả hai bản này thì đều giống nhau, đều là bản lót thông thường, có độ dày tương đối giống nhau. Bên trong giày thì cả hai mẫu giày này đều có phần đệm mút khá là êm ái, sẽ hạn chế được cái việc bị phồng gót cho người mang ngay từ lần mang đầu tiên. Và một điều mà cũng rất là nhiều người quan tâm đó chính là trọng lượng, thì chúng ta hãy cùng thử so sánh trọng lượng của bản 2022 so với 2021 xem có gì khác biệt hay không nhé. Trọng lượng của size 40.5 bản 2022 đó là 219g, thực sự rất là nhẹ luôn. Đây là một cái trọng lượng cực kỳ nhẹ của một mẫu giày cỏ nhân tạo. Còn bản 2021 là 231g. Bản 2022 nhẹ hơn 12g so với lại bản 2021. So với phiên bản trước đó thì đã nhẹ rồi, mà 2022 họ còn làm nhẹ hơn nữa. Thực sự đây là một mẫu giày quá là phù hợp cho những cầu thủ nào chơi tấn công tốc độ. Ai mà yêu thích một mẫu giày nhẹ thì đây là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo rồi. Mercurial Vapor 14 Pro bản 2021 này thì được đánh giá rất là cao về độ bền nhờ cái chất liệu sợi dệt hai chiều, nó rất là ăn keo. Phần mũi Nike không cần may, mà mình cũng rất là ít gặp những cái vấn đề về bảo hành. Theo quan điểm của mình thì bản 2022 này nó cũng sẽ kế thừa những cái điều đó, và đây sẽ là một trong những mẫu giày có độ bền rất là cao. Những bạn nào mà có thói quen hay ma sát hay và chạm thì hãy cứ yên tâm. Về giá bán thì đối với bản 2022 này, Nike tích hợp nhiều công nghệ hơn, ngoại hình bắt mắt hơn. Tuy nhiên giá bán họ vẫn không thay đổi, đó là $120 ở thị trường Mỹ. Và tại Việt Nam thì giá bán của bản này rơi vào khoảng từ 2.750.000 cho tới 2.850.000, tùy màu sắc và tùy thời điểm ra mắt. Mẫu giày này dự kiến sẽ lên kệ Neymar Sport ngay sau Tết, và các bạn có thể pre-order ngay từ bây giờ để có thể có giày ngay sau Tết để mà khai sân. Thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là link đặt hàng mình có thể để bên dưới. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment bên dưới, mình sẽ cố gắng hỗ trợ giải đáp hết cho tất cả các bạn. Đừng quên like, share và subscribe channel của Neymar Sport và theo dõi thêm nhiều video về review giày cũng như là hướng dẫn kỹ thuật và những cái mẹo hay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.